Chào quý khách, hiện tại thì em đang đứng ở khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh. Và hiện tại thì đây là em đang đứng ở block M4, đối diện dãy nhà Pháp. Đối diện dãy nhà Pháp. Thì ở khu vực này thì em đang có khách hàng ký gửi lô đất M4 có diện tích ngang nam dài 20, có giá là 10,3 triệu trên 1 m², tức là 1 tỷ 030 triệu đó quý khách. Và bây giờ giá này thì thuộc dạng là khá là rẻ cho nhà đầu tư. Xung quanh đây giá đã là 10,7 đến 15 triệu trên 1 m². Còn sát kỳ quan thế giới là khoảng 22 đến 25 triệu trên 1 m². Lô đất này nằm đối diện với lại dãy nhà Pháp. Có diện tích ngang nam dài 20. Giá dao động chỉ 10,3 triệu trên 1 m² nha quý khách. Cái lô này thì chuẩn bị công chứng rồi. Này đường nhựa 12 m, rộng thênh thang, rất là sạch sẽ. Quý khách hàng có nhu cầu đầu tư hoặc là mua để an cư lập nghiệp, đất nền tại khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại 037 730 4018. Số này cũng là số Zalo của em luôn. Và cái nền ở block M4 này là đối diện với dãy nhà Pháp. Đối diện với dãy nhà kiểu Pháp. Có diện tích là ngang 5, dài 20 bằng 100 m². Có giá là 10,3 triệu trên 1 m². Tức là 1 tỷ 030 triệu cho lô đất 100 m². Và giá này thì theo bất động sản Biển Xanh thì đang rất là mềm. Giá đầu tư ở đây là xây dựng tự do. Chạy thẳng phía trước chính là tới công viên 7 kỳ quan thế giới, khu vực mà đang rất là nóng nhất và hot nhất trong khu vực này. Quý khách có nhu cầu mua đất nền để đầu tư hoặc là an cư lập nghiệp thì hãy liên hệ với số điện thoại 037 730 4018 hoặc là Zalo của em số này luôn. Nhắn tin inbox để em tư vấn kỹ hơn cho mình và có thể chọn cho mình những cái lô mà vị trí đẹp, giá đầu tư. Đây chính là block M4. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong video sau.